các nhà thiên văn học đã xác định được một hệ sao có 3 siêu trái đất, một dạng hành tinh đặc biệt hiếm và độc nhất vô nhị. Máy quang phổ của Espresso đã phát hiện ra những siêu trái đất nằm trong hệ sao HD23472. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra rằng những hành tinh này là cực kỳ hiếm. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Astronomy và Astrophysics đã xem xét thành phần của các hành tinh nhỏ thay đổi như thế nào theo vị trí hành tinh, nhiệt độ và các thuộc tính của ngôi sao. Lý do quan sát hệ hành tinh này là để xác định đặc điểm cấu tạo của các hành tinh nhỏ và nghiên cứu sự chuyển đổi giữa việc có bầu khí quyển và không có bầu khí quyển. Theo Susanna Barrows, nhà nghiên cứu tại Viện Vật lý Thiên văn IAC, người đứng đầu dự án, sự bay hơi của bầu khí quyển có thể liên quan đến sự chiếu xạ của các ngôi sao. Đáng ngạc nhiên là nhóm nghiên cứu phát hiện ra rằng hệ thống sao này bao gồm 3 siêu trái đất với bầu khí quyển đáng kể và 2 siêu sao thủy là những hành tinh gần với ngôi sao nhất. HD23472 có 5 ngoại hành tinh, 3 trong số đó có khối lượng nhỏ hơn khối lượng của trái đất. 5 hành tinh được phát hiện nằm trong số những ngoại hành tinh nhẹ nhất từng được phát hiện bằng cách sử dụng phương pháp tiếp cận vận tốc xuyên tâm. Cách tiếp cận này có thể phát hiện những dao động nhỏ trong vận tốc của một ngôi sao được tạo ra bởi các hành tinh quay quanh. Độ chính xác cao cho phép phát hiện được cung cấp bởi Espresso, một máy quang phổ nằm trên VLT tại Đài Quan sát Nam Châu Âu, ESO, ở Chile. Siêu trái đất và siêu sao thủy là những hành tinh có khối lượng cao hơn trái đất và sao thủy về mặt thành phần. Điểm khác biệt chính giữa chúng là các loại siêu sao thủy chứa nhiều sắt hơn và dạng ngoại hành tinh này cực kỳ hiếm. Nhóm nghiên cứu đã xử lý tất cả các con số và đặc trưng cho hệ thống sao này và gọi tên từng hành tinh từ gần ngôi sao HD23472 nhất đến xa nhất. Thứ tự của các hành tinh như sau. HD23472D có chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chủ HD23472 là 3,98 ngày, bán kính gấp 0,75 lần trái đất và khối lượng gấp 0,54 lần trái đất. HD23472E là khám phá gần đây nhất, có chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chủ là 7,9 ngày, gấp 0,82 bán kính trái đất và gấp 0,76 khối lượng trái đất. HD23472F có chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chủ là 12,16 ngày, gấp 1,13 bán kính trái đất và gấp 0,64 khối lượng trái đất. HD23472B có chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chủ là 17,67 ngày, gấp 2,01 bán kính trái đất và gấp 8,42 khối lượng trái đất. HD23472C có chu kỳ quỹ đạo quanh ngôi sao chủ HD23472 là 29,8 ngày, gấp 1,85 khối lượng trái đất và gấp 3,37 bán kính trái đất. Trên thực tế, chỉ có 8 loại được biết đến, bao gồm cả 2 loại mới được phát hiện gần đây. Chúng ta không biết tại sao sao thủy có lõi lớn hơn và nặng hơn trái đất và các hành tinh khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Lớp phủ của sao thủy có thể đã bị mất đi do một va chạm lớn. Hoặc vì sao thủy là hành tinh gần mặt trời nhất, nhiệt độ cao của nó có thể đã làm tan chảy một số lớp phủ của nó. Để hiểu được sự phát triển của các vật thể như vậy, cần phải xác định vị trí các hành tinh dày đặc khác giống như sao thủy quay quanh các ngôi sao khác. Điều đáng chú ý là việc phát hiện ra 2 siêu sao thủy trong cùng một hệ hành tinh, thay vì chỉ một, điều này đã vẽ nên một bức tranh rõ ràng cho các nhà khoa học. Theo Alejandro Suarez, một nhà nghiên cứu tại IAC và đồng tác giả của công trình này cho biết, lần đầu tiên chúng tôi xác định được một hệ thống có 2 siêu sao thủy nhờ vào việc sử dụng máy quang phổ Espresso. Điều này giúp chúng tôi hiểu cách các hành tinh này phát triển. Ý tưởng về một vụ va chạm lớn tạo ra siêu sao thủy vốn đã cực kỳ viển vông. Hai vụ va chạm khổng lồ trong cùng một hệ thống sao dường như cực kỳ khó xảy ra. Điều này cần phải có thêm đặc điểm cấu tạo của hành tinh để hiểu được cách thức 2 siêu sao thủy này phát triển. Lần đầu tiên, các nhà khoa học sẽ có thể kiểm tra thành phần bề mặt hoặc sự tồn tại của một bầu khí quyển giả định bằng kính viễn vọng cực lớn LT và máy quang phổ độ phân giải cao Anis thế hệ đầu tiên của nó. Mục tiêu cuối cùng của nhóm là khám phá những hành tinh khác giống như trái đất. Các nhà khoa học có thể hiểu rõ hơn về nguồn gốc và sự tiến hóa của các hệ hành tinh nhờ sự hiện diện của bầu khí quyển. Nó cũng có thể xác định liệu một hành tinh có thể sinh sống được hay không và họ muốn tiếp tục loại hình điều tra này đối với những hành tinh có chu kỳ dài hơn với nhiệt độ thích hợp hơn.
Kính viễn vọng James Webb tiết lộ bộ xương một thiên hà xa xôi tuyệt đẹp. Cấu trúc gồm khí, bụi và sao thuộc thiên hà xoắn ốc IC5332 nằm trong chòm sao Scanter, cách trái đất hơn 29 triệu năm ánh sáng. Vì nó nằm đối diện gần như hoàn hảo so với trái đất, các nhánh xoắn ốc của nó có thể được nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Thiên hà này rộng 66.000 năm ánh sáng, khoảng 2/3 kích thước của dải ngân hà của chúng ta, cũng đã được kính viễn vọng không gian Hubble chụp trước đó. Nhưng Hubble không thể nhìn thấy gì trong vùng hồng ngoại của phổ điện tử, trong khi kính viễn vọng không gian James Webb có thể. Kết quả là, hình ảnh được cập nhật chứa quá nhiều chi tiết bị che khuất trước đó đến mức nó trông gần như hoàn toàn khác. Đại diện của cơ quan vũ trụ châu Âu, ESA, đã chụp lại hình ảnh này cho biết, hình ảnh từ Hubble cho thấy các vùng tối dường như tách biệt các nhánh xoắn ốc, trong khi hình ảnh James Webb cho thấy nhiều cấu trúc liên tục lặp lại hình dạng của các nhánh xoắn ốc. ESA giải thích rằng sự khác biệt này là do bụi của thiên hà có khả năng phân tán tia cực tím và ánh sáng nhìn thấy cao hơn nhiều so với tần số hồng ngoại có sẵn cho James Webb. Các ngôi sao khác nhau cũng có thể nhìn thấy qua hai hình ảnh, vì một số ngôi sao tỏa sáng hơn ở các tần số khác nhau so với những ngôi sao khác. Để chụp được hình ảnh này, James Webb đã sử dụng dụng cụ hồng ngoại trung bình, một máy ảnh chuyên dụng để loại bỏ hiệu ứng nhiễu hồng ngoại từ các nguồn nhiệt khác, cần được làm lạnh siêu tốc đến âm 266 độ C. Vị trí của James Webb trong không gian rộng lớn, lạnh lẽo, cách xa trái đất cũng rất cần thiết để giúp nó phát hiện ra ánh sáng hồng ngoại mờ nhạt, vì sức nóng của hành tinh chúng ta sẽ át đi tín hiệu của thiên hà xa xôi. Mạnh hơn khoảng 100 lần so với kính viễn vọng không gian Hubble, đài quan sát không gian trị giá 10 tỷ đô la này đã được phóng tới một vị trí ổn định về trọng trường, cách trái đất 1,5 triệu km, được gọi là điểm Lagrange, vào tháng 12 năm 2021. James Webb là kính viễn vọng không gian tiên tiến nhất từng được chế tạo, với khả năng nhìn vào bên trong bầu khí quyển của các ngoại hành tinh xa xôi và đặc trưng đầu tiên của lịch sử vũ trụ trong những tia sáng mờ nhạt nhất của nó đã được kéo dài tới tần số hồng ngoại từ hàng tỷ năm di chuyển trong quá trình mở rộng của không thời gian. Các nhà khoa học của ESA hy vọng rằng, bằng cách so sánh hình ảnh Hubble và James Webb chụp thiên hà xa xôi, họ có thể tìm hiểu thêm về thành phần và cấu trúc của thiên hà, cũng như cách chúng có thể chuyển thành các mô hình chung hơn được chứng kiến trên tất cả các thiên hà xoắn ốc.